Xin kính chào anh chị em, được gặp lại anh chị em vào tối giao thừa của năm Canh Tý. Đề tài hôm nay sẽ xoay quanh ngày Tết Canh Tý với những bài phúc âm mà chúng ta đã theo truyền thống thì sẽ đọc bài về Chúa Quan Phòng hoặc là ngày lời chúc của tám mối phúc thật. Tôi đọc lời Chúa của ba sách thì tôi rút được một vài ý tưởng chia sẻ với anh chị em. Thứ nhất, chúng ta đọc sách Dân Số trong thánh lễ tối ngày hôm nay đó, lễ giao thừa đó, thì chúng ta sẽ thấy Dân Số dạy chúng ta một thái độ: nguyện Đức Chúa chúc lành, gìn giữ anh chị em, tươi nét mặt nhìn anh em, rủ lòng thương anh em, ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt dưới quyền bảo trợ của Chúa và Chúa sẽ chúc lành. Đấy là nguyên văn của sách Dân Số. Thế chúng ta học cái cách chúc nhau như thế nào? Chúc thì không phải chỉ có chúc suông, chúc bằng những công thức hoặc là môi miếng cho nó có bao nhiêu từ hay lắm. Nhưng mà thường thường thì ta chúc sức khỏe thì tốt. Mà chúc sức khỏe của phần hồn cần hơn nữa. Sức khỏe phần xác đã đành, chứ có sức khỏe phần hồn mà sống đến 100 tuổi rồi thì chấm dứt mọi chuyện thì không xong. Vì chúng ta tin vào sự sống đời đời, cho nên ta phải chúc sức khỏe phần hồn nữa. Rồi anh em chúng ta theo Công Đông Phương thường ta hay chúc nhau phúc lộc thọ. Phúc là hạnh phúc, lộc là tiền bạc nhiều rồi đấy, rồi thọ là sống lâu. Cũng ý tưởng đó, tôi suy nghĩ phúc thì đúng là tốt. Nhất là phúc mà chúng ta đọc trong tối ngày hôm nay đó. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai có, phúc thay đó. Nhớ thêm cái phúc đó nữa, chứ không phải chỉ có phúc là hạnh phúc ở trần gian này mà thôi đó. Đấy. Còn chữ lộc, lộc thì phải thêm vào đó thánh lộc, ân lộc nữa, chứ không chỉ có lộc tiền. Đấy. Tại vì nhiều tiền rồi nhiều khi là đâm ra rừng mỡ lại hư đấy. Tôi nhớ có một lần tôi đi tĩnh tâm cho các anh em cự dòng chú thế với cả gia đình. Thì cái giờ sám hối tôi xin một đại diện gia trưởng, một đại diện hiền mẫu, một bạn nam giới trẻ, bạn nữ giới trẻ, một cháu thiếu nhi, 5 người lên sám hối công khai kiểu ngày xưa đó, xưng tội không có xưng tội phải chui vào cái tòa cái tủ đó mà công khai. Thì anh ở lớp trên tôi nhiều lắm, anh Hồ Công Hưng nói tên là luôn, anh vẫn còn sống. Anh lên đầu tiên thì anh nói lại Chúa: Chúa, con cảm ơn Chúa, Chúa cho con hàng ngày dùng đủ, chứ con mà dư tiền là con hư đó. Con hơn 70 tuổi đầu rồi mà ra đường thấy ngực thấy mông đàn bà vẫn thích nhìn. Cả cử tọa giờ sám hối mà cười bụng miệng cười, vì anh nói thật. Sám hối như thế, chúng ta mà có tiền đâm ra chúng ta sẽ lập phòng nhì phòng ba đó. Ý ông nói thế đấy. Đấy, thành những cái lộc đó là phải hạn chế thôi, phải như là phải xin lộc thánh chứ không phải chỉ có lộc tiền. Rồi thọ cũng vậy, thọ không chỉ sống 100 tuổi mà sống đời đời, cho nên phải chúc. Tôi đi đám cưới người ta nói chúc nhau 100 năm hạnh phúc, tôi lên đọc kinh mở đầu chúc lành thì tôi nói là tôi xin chúc cô dâu chú rể đời đời hạnh phúc, hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không có 100 năm được, 100 năm xong rồi chết xong rồi không hạnh phúc nữa. Đấy. Ấy là chưa kể trong bài giảng còn thêm là vợ chồng là đầu, vợ là thân mình, không lẽ chỉ lên thiên đàng có cái đầu, hoặc là vợ lên thiên đàng cái mình mà không có đầu, đầu ở dưới trần gian hay dưới luyện ngục, hỏa ngục gì đó. Đúng rồi. Hai vợ chồng sẽ một số phận cùng dắt nhau lên thiên đàng cả đầu và mình, cầu nguyện cái hạnh phúc đó. Rồi thêm cái lời chúc nữa, ta nguyện chúc chứ không chỉ chúc suông. Người ta hay chúc nhau vạn sự như ý, tôi thì tôi không nhận, ai mà chúc tôi thế thì tôi không nhận. Vạn sự như ý, tôi không nhận, tại vì sao? Tại tôi có nhiều ý tào lao lắm. Chúa mà nhận cái lôi thôi, nhận những ý nào mà hợp thánh ý Chúa thôi, đấy. Rồi chứ cái người mà chúc nhất bản vạn lợi thì có vẻ bốc lột, ta nói vốn mình có ít mà lời tới một vạn, tức là tham lam mà này. Mà tranh phần của người nghèo đó. Thưa, câu chuyện về đời chúc, tôi đọc sang cái thơ bài thứ hai, thơ thứ nhất gửi Thessalonica.
Thì lời văn nguyên văn là chúc hãy vui mừng và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Cái thái độ của chúng ta phải học nơi Đức Giáo Hoàng Francisco. Mình không đừng Đức Thánh Chân Cha Francisco giảng đừng sợ, phải biết xấu hổ và đừng vênh váo. Thế mình chúc cho người ta là được luôn luôn bình an, phú thác cho Chúa, rồi phải biết xấu hổ nếu mà làm việc xấu. Thế nhiều người thì lương tâm thì sai rồi, lương tâm lệch lạc rồi, cho nên làm việc xấu không biết, cứ tưởng đó là việc tốt. Và cuối cùng đừng có vênh váo, nếu có đạo đức một tí thì đừng có khinh chê người khác, đừng khinh chê người khác. Đức Thánh Cha Francisco giảng nhiều điều rất thiết thực như vậy đó. Rồi thì không quan phần mà lời Chúa thì bài tin mừng thì chúng ta nghe quen quá rồi. Matthew 5 câu 1 đến câu 10 là bài 80 phúc thật đó. Phúc cho đó. Suy gẫm điều này với đây giảng về điều này thì tôi giảng cũng nhiều mà anh chị em nghe các cha giảng cũng nhiều rồi. Tôi không lặp lại, tôi chỉ xin anh em chăm chú để nghe tại sao ngày Tết mà để giáo hội để chọn cái bài phúc cho những người có tinh thần nghèo khó. Tức là có phải là giáo hội muốn chúng ta thành những đi ăn mày hết không? Không phải. Phúc cho những ai hiền lành ở được thì học cùng Chúa hiền lành và khiêm nhượng. Rồi phúc những ai sầu khổ, Chúa đâu có muốn mình sầu khổ đâu. Nhưng mà bản chất cái thế gian này nó làm cho mình đau khổ, sầu khổ, thì mình hãy đón lấy cái đau khổ đó, vì biết là trên Chúa sẽ ủi an. Rồi phúc ai thương xót người, mình mà không thương xót người khác thì ai thương xót mình, và Chúa cũng không thương xót mình, vân vân. Với ý tưởng như thế thì tôi hôm nay lại thêm một cái ý tưởng mà tôi đọc được suy gẫm mấy hôm nay của Đức Hồng Y Raphael Mary de Denvan. Ngài gợi ý cho chúng ta cách cầu nguyện và hãy học cùng Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thì Ngài dâng lời nguyện là xin lắng nghe con, xin giải thoát con khỏi ao ước được yêu thương, hãm mình. Ao ước được yêu thương thì tốt chứ đây sẽ được xấu, nhưng mà mình để cho người khác cũng được, khỏi ao ước được tán dương. Người ta khen mình thì thích chứ, nhưng mà là muốn khiêm tốn hiền lành thì xin giải thoát khỏi ao ước được tán dương, khỏi ao ước được vinh dự, khỏi ao ước được chúc tụng. Chúc tụng thì nhiều người khi nó nịnh mình, nó khen mình chứ mình không có thật đâu. Mà nói như một lời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn có một lần Ngài giảng, Ngài chia sẻ, mình biết nó nịnh mình mà mình vẫn thích, ai cũng thích cả. Ta biết là nó nịnh, nó láo, nó tâng bốc. Xin đừng cho chúng con được khỏi ao ước được chúc tụng, khỏi ao ước được quý trọng hơn người khác, khỏi ao ước được hỏi ý kiến, khỏi ao ước được công nhận, khỏi ao ước được nổi tiếng. Ai chả thích nổi tiếng, nhưng mình vì nổi tiếng mà đôi khi mình tranh giành, mình đạp người khác đó. Khỏi ao ước, khỏi sợ hãi bị lăng nhục, khỏi sợ hãi khinh miệt, bị khinh miệt, khỏi sợ hãi bị đau khổ và khiển trách. Nhưng đau khổ thì được Chúa chúc phúc đấy. Khỏi sợ hãi bị vu oan. Đấy, cái chuyện người ta vu oan như là một cái để mình tự hủy mình ra không, tự chút bỏ vinh quang đi. Khỏi sợ hãi bị quên lãng, khỏi sợ hãi bị sai lầm, khỏi sợ hãi bị nhạo cười, khỏi sợ hãi bị hồ nghi. Đó là 16 cái điều mà khi ta cầu nguyện với Chúa xin giải thoát con khỏi đó. 16 cái điều này nó tương ứng phần nào với cái 6 cái sắp đây là xin ban cho con ân sủng. Xin ân sủng gì? 8 ân sủng để ao ước là người khác được yêu thương hơn con, người khác được quý trọng hơn con, hiền lành và khiêm nhường ấy. Người khác được con, người khác lớn lên còn con thì nhỏ lại đi theo quan điểm của thế gian. Người khác được chọn và con bị loại bỏ. Người khác được ca tụng còn con bị lãng quên. Người khác được ưa chuộng đủ mọi điều hơn con. Người khác được thánh thiện hơn con, miễn là con được thánh thiện đúng với bổn phận của con. Những lời 8 cái ân sủng này đi kèm với cái 16 điều khỏi kia trở thành lời nguyện của Đức Hồng Y Raphael
Mary Den Van mà tôi chọn để cầu nguyện trong dịp đầu năm hôm nay. Tôi đọc lại để anh, tôi đọc cái đó để tặng anh chị em cách cầu nguyện. Và khi ta chúc người khác thì đừng quên là chúc không, mà phải là cầu chúc hoặc là nguyện chúc. Đấy, một vài chia sẻ về bài tin mừng như thế. Tôi vẫn giữ cái tư tưởng của tuần lễ hiệp nhất. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Chính ngày hôm nay là ngày lễ Thánh Phaolô trở lại. Ông bị ngã ngựa rồi mới trở lại đấy. Tôi có cái kinh nghiệm bị ngã ngựa. Vì đúng ngày 25 tháng 1 năm 1978, tôi bị ngã ngựa một cái. Và chính vì thế nên tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã có được 4 năm học Đại học Chí Hòa. Cho nên là học được rất nhiều điều hay. Rất nhiều điều hay. Ngoài hai ngoại ngữ tiếng Hoa và tiếng Nga ra thì còn học biết bao nhiêu là thầy. Và những vị thầy đó ở ngoài đời tôi không có hy vọng được gặp đâu. Thậm chí không xứng đáng để làm học trò ông nữa. Ví dụ như tôi ở cạnh một vị phối sư đạo Cao Đài. Lúc đó tôi mới hiểu thêm đạo Cao Đài. Hiểu thêm đạo Cao Đài như thế nào. Rồi tôi lại còn có một thầy Tuệ Khải. Thầy Huệ Khải là trong những cái buổi họp hội nghị liên tôn nhà cha Bảo Lộc tại Đại Chủng Viện, trung tâm mục vụ đó, phụ trách đó. Thì tôi được mời đến và tôi gặp lại thầy sau khi đã gặp thầy rất lâu rồi. Thầy cho rất nhiều sách, trong đó có cả sách về Thiên Chúa Giáo đó. Một thầy về Cao Đài và đã viết về Phúc Âm, về đạo Công Giáo. Đấy. Rồi tôi cũng khoe luôn là hiểu về đạo Cao Đài đã đành. Tôi lại là anh em kết nghĩa với một vị hòa thượng Phật giáo. Ngài lớn hơn tôi, tuổi hơn tôi nên tôi gọi là huynh, còn tôi là đệ thôi. Đến ngày lễ Phật đản hay Vu Lan trước đây đó, còn khỏe đó, tôi rủ một số anh em Phật tử và Công Giáo lên chùa ăn chay, ăn cơm chay và nghe thầy giảng thuyết. Thầy sẽ nói về tinh thần hướng đạo, tinh thần anh em tình huynh đệ dưới cái nhìn của một vị hòa thượng, lúc đó là ngài là thượng tọa. Rồi tôi lại còn học hỏi anh em tin lành. Tôi cũng có một người bạn thân, anh mới chết đây thôi, là một mục sư tin lành, mà vợ của anh là một linh mục Anh giáo, vị linh mục duy nhất ở California hiện giờ đó, linh mục Minh Hạnh. Tôi đến cơm gia đình, tôi đi nói chuyện ở bên Cali thì anh chị đến nghe, rồi mời về nhà ăn cơm và nói chuyện với nhau. Tôi nhớ lại tôi học hỏi ở tin lành rất nhiều. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em là chúng ta người Công Giáo phải học ở anh em tin lành, sự cầu nguyện và nhất là đọc Kinh Thánh và học Kinh Thánh. Các em thiếu nhi của chúng ta đó, tôi biết được một vài xứ có áp dụng cho các em học thuộc lòng những câu lời Chúa. Còn đa số chúng ta đều không thuộc lời Chúa. Nghe giảng rất nhiều, thậm chí nhiều linh mục cũng không thuộc lời Chúa nữa. Từ cái ngày tôi có kinh nghiệm ở trong tù đó, thì trong cái nhóm mà xin phép được cầu nguyện tối ngày Noel đó, thì có một em thanh niên tin lành tên là Thanh. Tôi xin em ấy đọc Luca 1 về Giáng sinh của Chúa Giêsu. Em ấy đọc từ đầu đến đuôi, trong khi tôi là một linh mục mà tôi không thuộc. Chia sẻ về lời Chúa thì anh em tin lành sẵn sàng đọc cho ta lời Chúa từng chữ một vanh vách. Cụ thể là tôi vào thăm một lớp giáo lý của anh em, các em tin lành. Các em đều có mỗi người một cuốn Kinh Thánh. Chị giáo lý viên, tức là người giảng viên đó, nói các em mở trang ra và cùng đọc với nhau. Ví dụ đọc Luca 15 đi em. Người cha có hai đứa con, người con thứ chia xin chia gia tài, vân vân và vân vân. Đọc xong một lần gặp sách, xem gấp sách lại. Tất cả các em cùng đọc chung đoạn vừa rồi. Đọc lần thứ hai. Và cả lớp gửi đứa em nọ dựa em kia, có đứa gì chưa thuộc, nhưng có em thuộc rồi. Nó đọc cả lớp với nhau. Lần thứ ba, xin mời các em ngồi xuống. Em nào tình nguyện lên đây đọc thuộc lòng đoạn vừa rồi. Em thi nhau giành nhau lên đọc. Và như vậy hai ba em được mời lên đọc lại đoạn Kinh Thánh vừa rồi thuộc lòng. Làm sao mà các em nó không thuộc được? Một buổi học giáo lý, học như thế là học trước ở nhà rồi. Và đến lớp nó lại học được lặp lại 4-5 lần, cho nên các em thuộc. Điều đó, thưa anh chị em, là người Công Giáo chúng ta phải học
cái cung cách đó của anh em Tin Lành, từ thiếu nhi đến người lớn. Cũng như về cầu nguyện thì tôi nhớ tôi được đến ăn cơm ở nhà một người bạn là Tin Lành, anh chị Tin Lành với các cháu. Thì ngồi bàn cơm theo thứ tự anh chị rồi từ cháu nhỏ đến cháu lớn. Thì trước giờ cơm thì người cha, người chủ gia đình nói: "Con Hùng, con cầu nguyện đi trước khi ăn cơm đi." Em nó đứng lên, nó nói rất đơn sơ thế này: "Lạy Chúa, hôm nay ba mẹ con có một người khách là một linh mục công giáo. Con cảm ơn Chúa vì ba con có một người bạn là linh mục công giáo. Còn hôm nay thì con nhìn thấy trên bàn cơm, con thấy có cái món ăn này con thích quá. Cảm ơn mẹ, mẹ đã dọn món ăn này cho chúng con." Nhìn cái món ăn để cảm ơn Chúa về cái món ăn này. Không làm dấu nhưng mà cầu nguyện như thế, xin tạ ơn Chúa. Cách cầu nguyện cũng như cách học Kinh Thánh, chúng ta phải học nơi anh em Tin Lành. Chia sẻ một vài kinh nghiệm cụ thể như thế trong cuộc sống để thể hiện tinh thần hiệp nhất. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất không những trong giáo hội Thiên Chúa Giáo mà có sự hiệp nhất giữa các tôn giáo, các liên tôn nữa. Vì số người tin vào Thiên Chúa ở trên nhân loại này là gần một nửa. Các tôn giáo khác cũng thờ, nhưng mà riêng về Thiên Chúa thì hơn một nửa nhân loại tôn thờ Thiên Chúa tạo hóa, dù gọi Ngài là gì. Cuối cùng xin gửi lời nguyện chúc anh em những tư tưởng mà tôi góp nhặt lại để chia sẻ với anh chị em, và chúc anh chị em thực hiện những điều đó trong năm mới này. Xin cảm ơn.